Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn nhắc quý vị trên phượng mai official channel sẽ đã có những cái chương trình phỏng vấn với anh chị em văn nghệ sĩ các cái phim bộ à, cuốn phim và các cái chương trình hài kịch và ca nhạc đã có trên đây quý vị nào chưa xem có thể qua đó xem và hỗ trợ cho anh chị em nghệ sĩ đặc biệt trong tuần này Chúng tôi có cuộc phỏng vấn với sử gia Phạm Trần Anh, nữ danh ca Thanh Lan và các anh em trong phong trào Pháp Luân Công và những người đã hỗ trợ cho cái đoàn vũ nghe thường Senjun. Đây là những cuộc phỏng vấn rất giá trị để quý vị hiểu biết thêm về những cái góc cạnh của lịch sử của một nhân chứng à, chứng kiến cái lịch sử thăng trầm của Việt Nam à, của của nữ danh ca Thanh Lan cũng như là Senjun xuất thân từ đâu và tại sao bị cộng sản trung quốc bức hại đó là những cái đề tài khá hay hy vọng quý vị qua đó xem để hiểu rõ thêm và hỗ trợ cho anh chị em nghệ sĩ có thêm cái tinh thần để có những cái sản phẩm mới tác phẩm mới nhằm cống hiến cho quý vị đó là cái thông báo của phong và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần tin tức và Hoa Kỳ và quốc tế cũng như Việt Nam ngày hôm nay. Đầu tiên hết là lời lên tiếng của cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, ông Bill Barr, cho biết là quốc hội vốn không có cái thẩm quyền để mà biến cái cuộc điều tra ngày 6 tây tháng 1 trở thành một cái vụ án hình sự. Ông William Barr, Bill Barr, tức là cựu Bộ trưởng và Tư pháp của Hoa Kỳ trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông lên tiếng cho biết là ông tin rằng là phía quốc hội đã đi sai đường trong việc mà cố tình biến cái cuộc điều trần của biến cố ngày 6 Tây Tháng Giêng trở thành một vụ án hình sự. Trong lời phát biểu trong cái chương trình của đài truyền hình Newsmax, thì ông nói rằng phía của một số thành viên trong quốc hội đã đi sai trên chiếc xe, biến vụ án này thành một vụ án hình sự nhắm vào cựu tổng thống. Và ông cho rằng đây không thuộc thẩm quyền của quốc hội, mà nó thuộc thẩm quyền của Bộ Tư Pháp nếu như có dấu hiệu phạm pháp trong cái biến cố ngày 6 Tây Tháng Giêng. Ông nói rằng cái điều mà tôi nhìn thấy rõ ràng là họ cố tình phát triển một cái vụ án hình sự ngay trên Quốc hội. Và tôi nghĩ rằng nhiều người nhìn cái tiềm năng về cái tội ác và các cái hoạt động tội ác này vốn phải thuộc về thẩm quyền của phía Bộ Tư pháp. Và tôi không nghĩ rằng Quốc hội có thể sẽ phải lái chiếc xe này. Đó là lời phát biểu của ông và họ phải tập trung vào những cái vấn đề khác thay vì cái vấn đề này. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng đầu tiên của ông William Barr. Ông vốn là Bộ trưởng Tư pháp dưới thời của cựu Tổng thống Trump và ông cũng là người đã à, không mở cuộc điều tra về các cái tính chất thiếu minh bạch các cuộc bầu cử ở một số tỷ bang mà ông cho rằng số lượng mà thiếu minh bạch này không đủ để mở cuộc điều tra và ông khẳng định rằng Bộ Tư pháp là nơi có thẩm quyền nếu như có tiềm năng phạm tội trong cái biến cố ngày 6 tại tháng Giêng không phải là quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ứng cử viên đảng Cộng Hòa tại New York là Lee Zeldin đã à, gọi là không có bị thương và nhanh chóng kịp thời ngăn chặn một người tấn công vào ông bằng một con dao đâm vào cổ của ông. Dân biểu Lee Gaudin, ứng cử viên của đảng cộng hòa trong vai trò thống đốc của tiểu bang, đã bị tấn công bởi một người đàn ông tìm cách đâm vào cổ của ông trong một cái uh, cuộc mà ông xuống đường vào ngày thứ uh, năm vừa qua và trong đó thì uh, trong cái chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên, thì ông đã may mắn không bị thương ông selding đã phát biểu trong lúc mà người đàn ông này tiếp cận gần ông và sau đó thì đã đưa một cái vật nhọn đâm thẳng vào cổ của ông may mắn là ông đã gạt tay kịp và trong đoạn video nhìn thấy thì ông đã gạt tay kịp và đồng thời đẩy nhân vật này ra té xuống đường trước khi mà người những người khác nhào tới và đã ngăn chặn và đã khiến cho cái kẻ này không thể thực hiện được mưu đồ của họ cảm ơn hàng loạt những người đã tham dự ở đây và chúng ta đã nhìn rõ những cái gì đã xảy ra ông zelin đã bị tấn công đã bị tấn công một cách bất ngờ và kẻ tấn công ông đang bị bắt vào trong sở câu lưu vốn là một cựu uh, uh, sĩ quan đặc trách về uh, lực lượng trừ bị của hoa kỳ và ông đang đại diện cho phía đông của long island uh, trong cái uh, ở Quốc hội Hoa Kỳ từ năm 2015 và đang được xem là một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Trump và nằm trong số các thành viên của Đảng Cộng Hòa ở tại Quốc hội chống lại cái kết quả bầu cử của năm 2020 và ông sẽ ra tranh cử và thách thức với bà đương kim thống đốc của tiểu bang New York là Kathy Hochul vào tháng 11 sắp tới đây. Đây được xem là một nhân vật khá quan trọng và ông đã bị tấn công một cách rất bất ngờ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay hội đồng giáo dục của tiểu bang mississippi đã hủy bỏ cái việc mà ban lệnh cấm súng trong trường học bản tin mới nhất từ mississippi cho biết là hội đồng giáo dục của tiểu bang này trong ngày thứ năm đã bỏ phiếu là sẽ à, xóa bỏ cái việc cấm mang súng vào trong trường học à, theo tường trình của tờ báo địa phương là mississippi free press đã báo cáo các thành viên trong cái hội đồng của Mississippi trước đây đã từng bà ban lệnh cấm và mang vũ khí vào trường học từ năm 2011 sau khi mà có một cái chính sách được xem là kéo dài 32 năm là ở trong đó là ngoại trừ những nhân viên công lực ra thì người khác không được phép mang súng vào trường học. Tuy nhiên với sự thay đổi thì một trong những viên chức của Bộ Giáo dục của Mississippi là Brian McGarrity cùng với Erin Meyer đã nói với các báo chí rằng hội đồng dường như đã đáp ứng với cái luật của tiểu bang và trong đó cho phép một số người có khả năng mang vũ khí vào trong trường để bảo vệ cho tất cả những cái biến cố bất ngờ có thể xảy ra. Đây được xem là một trong những cái quyết định định mới nhất của Mississippi sau 32 năm lệnh này đã được ban hành. Trước đó thì luật của tiểu, của ta, tiểu bang này là cấm không được mang súng vào trường học hay vũ khí vào trường học ngoại trừ những nhân viên công lực tuy nhiên thì để đáp ứng cái luật mới của tiểu bang cho phép người dân có thể mang súng ra chỗ công cộng và được đeo súng ở nơi công cộng để có tính chất răng đe đối với thành phần gây tội ác thì nay ta, hội đồng giáo dục của tiểu bang cũng đã đưa ra một cái việc mà bỏ phiếu để xóa bỏ cái luật này ở trong cái học khu của các học khu của mississippi đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay bà Pelosi lên tiếng chối bỏ cho rằng là chưa bao giờ mà chồng của bà ta à, mua cổ phiếu mà dựa trên những thông tin từ phiếu của bà ta. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi cho biết chồng của bà ta chưa bao giờ mua cổ phiếu hay là bán cổ phiếu căn cứ trên những thông tin mà bà ta cung cấp cho ông chồng của bà ta, tuyệt đối không có bà ta đã phát biểu như vậy. À, việc này diễn ra sau khi mà có tin cho biết là ông Paul Pelosi đã À, mua cái cổ phiếu của à, các cái công ty về à, Semiconductor, tức là về chất bán dẫn bao gồm luôn cả cổ phiếu của công ty NVIDIA từ 1 triệu tới 5 triệu trước khi mà quốc hội đã có cái à, việc mà thông qua cái dự luật hỗ trợ cho các công ty Semiconductor lên tới 52 tỷ Mỹ Kim và tuần này thì à, phía Thượng viện cũng sẽ bỏ phiếu cho cái dự luật trên sau khi nó được thông qua tại Hạ viện và trước đó thì ông à, Before, bà Pelosi đã bán một số cổ phiếu của Apple và một số công ty khác để mua cổ phiếu của các công ty semiconductor. Tuy nhiên, bà Pelosi lại chối bỏ và nói rằng bà chưa bao giờ đưa tất cả những cái tin tức gì liên quan tới các cái cuộc à, à, làm việc trong quốc hội để cho ông à, ở chồng của bà có thể mua cổ phiếu. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu biện minh của bà Pelosi sau khi nhiều nguồn tin cho rằng ông chồng của bà ta đã dựa theo tất cả những chính sách của quốc hội để tìm cách kiếm lợi trên thị trường cổ phiếu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đã ngăn chặn một cái nghị quyết lên án các cái vụ tấn công vào những trung tâm ủng hộ cho sự sống và các giáo hội. Một số những thành viên của Đảng dân chủ đã ngăn chặn một cái nghị quyết của Đảng Cộng hòa, trong đó lên án cái đường cái hành động bạo động và phá hủy một số những cái uh, trung tâm ủng hộ cho sự sống và các cái giáo hội trên toàn quốc. Nghị quyết này có tên là HR 1233 được giới thiệu bởi uh, dân biểu Mike Johnson của Đảng Cộng hòa tại Louisiana vào ngày 19 tây và đồng bảo trợ của 22 thành viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, trong đó uh, đã lên án một số những cái uh, cuộc tấn công bạo động của thành phần gọi là à, chống lại cái à, việc mà ủng hộ cho sự sống vào ngày ba tây à, sau khi mà có cái à, tiết lộ từ ba à, tây tháng năm từ từ cái tối cao pháp viện liên quan tới việc lật đổ cái phán quyết năm hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và trong đó thì gần như là đã có một số những cái vụ tấn công vào các cái trung tâm bảo vệ cho sự sống và các giáo hội ở trên toàn quốc. Việc này dẫn tới việc mà các dân biểu của Đảng Cộng hòa đã thúc đẩy một cái nghị quyết để lên án điều này. Tuy nhiên, Đảng dân chủ đã không có bỏ phiếu cho cái vừa cái, cái dự luật này cái, cái nghị quyết này và ngăn chặn không cho nghị quyết này được ra sàn Hạ viện. Đây được xem là một hành động mới nhất mà Đảng dân chủ tìm cách gọi là À, ngăn chặn tất cả những cái lời lên án đối với cái cuộc tấn công bạo động nhắm vào các giáo hội và nhắm vào tất cả các cái uh, trung tâm ủng hộ cho sự sống. Ngược lại, họ lại thông qua một cái dự luật đã ở hạ viện để mà bảo vệ cho quyền phá thai của phụ nữ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Dr. Fauci là người lãnh đạo cố vấn về y tế của tòa bạch ốc cùng với một số nhân vật khác đã chính thức bị khởi kiện vì cấu kết với các công ty truyền thông xã hội để ngăn cản quyền tự do ngôn luận của người dân khi có quan điểm khác biệt về tình trạng đại dịch. Là đơn kiện này đã được đệ trình lên tòa của liên bang và trong đó cáo buộc các viên chức trong chính quyền đã cấu kết với công ty Twitter và một số những công ty mạng xã hội truyền thông khác để mà ngăn chặn những sự thật phơi bày trong tất cả những cái topic khác nhau liên quan tới cái đại dịch của con Covid-19, một trong những thí dụ điển hình là ông Fauci đã đưa ra những cái quyết định trong đó các công ty truyền thông xã hội đã mượn danh nghĩa quyết định của ông ta là một trong những nhân vật cố vấn về y tế của tòa Bạch ốc và nằm trong cái uh, viện nghiên cứu sức khỏe của Hoa Kỳ để nhân danh những cái lời quan điểm của ông ta và ngăn chặn tất cả những cái tin tức nào mà có sự tranh cãi liên quan tới cái đại dịch uh, của covid tức là cái đại dịch của siêu vi khuẩn vũ hán và đặc biệt là trong đó nêu đích danh ông uh, tổng giám đốc của công ty facebook là mark Zuckerberg cũng như công ty twitter đã cố tình dựa trên những cái lời tuyên bố của ông Fauci để ban lệnh giám sát và kiểm duyệt đối với những cái ý tưởng nào khác biệt đối với ông dr Fauci đây là sự cấu kết của ông ta và một số viên chức trong cái uh, ban cố vấn về y tế của tờ của joe biden và đơn kiện này đã chính thức được nộp bởi à, Bộ trưởng Tư pháp của Missouri và Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Louisiana à, và trong đó họ nói rằng các công ty gồm có Meta, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram và LinkedIn uh, Link, uh, Link Link, uh, là những cái công ty đã phối hợp và cấu kết với lại cái văn phòng của ông Dr. Fauci để tìm cách kiểm duyệt và ngăn chặn tất cả những quan điểm khác biệt liên quan tới vấn đề y tế trên mạng xã hội. Đó là một trong những đơn kiện mới nhất đã được đề trình vào ngày hôm qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, đầu tiên hết là cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Mark Esper cho biết Ông sẽ chuyển những lo ngại về việc chậm trễ trong vấn đề mà chuyển giao vũ khí của Hoa Kỳ cho Đài Loan sau khi đã thỏa thuận mua bán. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper, người trong thời gian gần đây vừa mới chấm dứt cái chuyến viếng thăm đảo quốc Đài Loan cho biết, ông sẽ quay trở về Washington và chuyển cái thông điệp của đảo quốc này cho Washington về tình trạng mà chậm trễ giao vũ khí từ ở phía Hoa Kỳ cho phía Đài Loan. Đài Loan trước đó đã đưa ra một số những lo ngại về tình trạng mà cuộc chiến tại Ukraine đã khiến cho những công ty sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ có vẻ như đã bị trễ nải trong việc chuyển giao những vũ khí quan trọng cho Đài Loan, bao gồm luôn cả những cái hỏa tiễn vác vai và kể cả những cái hỏa tiễn lắp đặt trong các chiến đấu cơ để đối phó với những áp lực gọi là đe dọa từ phía Bắc Kinh. Việc này diễn ra sau khi mà ông Mark Esper lên tiếng và đã tới Đài Loan và khẳng định là chính quyền của Joe Biden cần phải xóa bỏ chính sách mơ hồ đối với Đài Loan để có thể có một một cái đường hướng rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, ông cho biết ông sẽ chuyển tải tất cả những cái lo ngại của Đài Loan về vấn đề vũ khí mà phía Hoa Kỳ cung cấp cho phía Đài Loan nhằm đối phó với sự đe dọa của Trung Quốc và ông nói rằng là khi trở về Washington, tôi sẽ chuyển tất cả những sự lo ngại của quý vị cho tất cả những người có trách nhiệm tại Washington để thúc đẩy nhanh hơn việc chuyển giao vũ khí từ các công ty quốc phòng của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những uh, điều mà ông Mark Esper đã đưa ra và ông nói rằng có thể một trong những lý do là do phía của các công ty sản xuất về quốc phòng bị thiếu hụt nguồn chip điện tử. Và điều này là một trong những lý do có thể gây trễ nải. Trong khi đó thì công ty Foxconn có thể sẽ bị phạt vạ khi mà bắt đầu có một cái công ty sản xuất chip điện tử ở tại Trung Quốc mà không được sự chấp thuận của chính phủ Đài Loan. Một trong những công ty có hợp đồng với công ty Foxconn à, là công ty Hon Hai Technology Group được biết à, với một cái tên à, trên à, cộng đồng quốc tế là Foxconn đã có thể có thể sẽ bị à, phạt vạ bởi chính phủ của Đài Loan sau khi mà họ đã đầu tư vào một cái công ty sản xuất chip điện tử và phối hợp với lại một cái nhóm sản xuất chip tại Trung Quốc có tên là Xinhua Unit Group theo từng trình của hãng thông tấn Reuters. Hoi, hoi Hai có thể đối diện với tiền phạt lên tới 25 triệu đại tệ, tức là khoảng 835.586 Mỹ Kim, bởi vì đầu tiên họ đã không có sự chấp thuận và xin cái sự chấp thuận của Bộ Kinh tế của Đài Loan, giấy phép để có thể mở công ty tại Trung Quốc theo nguồn tin được đưa ra vào ngày 15 tây tháng 7. Và Đài Bắc không cho phép bất kỳ một công ty nào của Đài Loan xây dựng cái công xưởng của họ về kỹ thuật ở tại Trung Hoa lục địa mà không có sự cho phép của chính phủ Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất và có thể công ty Foxconn sẽ bị phạt vạ rất nặng nề khi mà đã vi phạm vào cái luật lệ của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay một tiểu bang tại Úc đã bắt đầu có cái uh, văn phòng đại diện ở tại Nhật Bản và gần như là sẽ phối hợp với trung tâm tài chính tại Tokyo. Bản tin mới nhất cho biết tiểu bang New South Wales của Úc đã bắt đầu có những cái đối tác về mậu dịch với Nhật Bản và sẽ gia tăng cái uh, văn phòng của họ trong một cái uh, trung tâm tài chính nằm ngay ở tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Phát biểu trong cái cuộc viếng thăm tại Tokyo vào ngày thứ năm, thì thủ hiến của tiểu bang New South Wales là Dominic Borotek đã lên tiếng và cho biết là việc đầu tư và à, trao đổi mậu dịch sẽ à, thúc đẩy cái nền kinh tế của tiểu bang này cùng với các đối tác của Nhật Bản và sẽ thành lập một cái à, à, một cái bước phát triển của tiểu bang New South Wales ở khu vực phía Bắc Á đây là một trong những cái à, trung tâm mà tôi nghĩ rằng là sẽ thúc đẩy khá mạnh mẽ cho cái thị trường của cả à, tiểu bang new south wales và nước úc và mở rộng cho các nhà đầu tư của new south wales có thể à, hoạt động ở phía à, nhật bản và phía đông á và đông bắc á và new south wales gần như là đã có một cái à, bước căn bản rất vững chắc đối với các quốc gia láng giềng xung quanh bao gồm luôn cả những đảo quốc ở nam thái bình dương và sự gia tăng của chúng tôi có mặt ngày hôm nay là sự phối hợp với nhật bản New South Wales và Nhật Bản đã có một cái đối tác về kinh tế và trong đó họ xuất cản qua Nhật Bản đạt tới 10.5 tỷ Úc uh, uh, Kim, tức là khoảng 7.25 tỷ Mỹ Kim trong năm 2020 và năm 2021. Và sự trao đổi màu dịch hai chiều đạt tới 17.1 tỷ Úc uh, Kim. Đây được xem là một trong những cái bước mới nhất nhằm uh, tách đời và bắt đầu uh, tìm cách cô lập và không có associate với lại phía Bắc Kinh trong khi phía Bắc Kinh đã cũng đã đầu tư khá nhiều vào tiểu bang New South Wales. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. <laughs> Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Tập Cận Bình đã đề nghị là sẽ hỗ trợ cho tân tổng thống của Sri Lanka trong việc giải quyết cơn khủng hoảng. Tin từ Bắc Kinh cho biết Tập Cận Bình đã lên tiếng đề nghị với lại tân tổng thống của Sri Lanka vào ngày thứ sáu là trong đó là sẽ hỗ trợ cho các quốc gia này giải quyết cơn khủng hoảng kinh tế trong một vài thập niên qua. À, bản tin mới nhất cho biết là à, Ranil Wickremesinghe à, được xem là một luật sư và hiện nay là một thủ tướng của Sri Lanka à, có, à, ít nhất là 6 lần đã chiến thắng cái ghế tổng thống à, của Sri Lanka sau khi mà vị tổng thống của quốc gia này đã từ chức cơn khủng hoảng đã kéo dài vài tháng qua với hàng loạt các cuộc biểu tình của người dân thậm chí là xông vào nhà riêng của ông à, tổng thống trước đó là ông Gotabaya Rajapaksa ở tại quốc gia này khiến cho ông ta phải rời khỏi quốc gia và trong cái thông điệp mới nhất thì tập cận bình cho biết ông ta tin rằng à, Sri Lanka có thể tiến về phía trước với nền kinh tế và phục hồi xã hội mà ông ta nói rằng ông ta sẵn sàng cung cấp sự ủng hộ và hỗ trợ trong khả năng của ông ta đối với Tân tổng thống của Sri Lanka là ông à, và trong đó thì à, ông ta nói rằng ông ta sẽ hỗ trợ đặc, đặc biệt cho Sri Lanka. Sri Lanka đang nợ của Trung Quốc khoảng 5 tỷ Mỹ kim à, mà đây là con số được ước lượng và gần như là họ không có khả năng trả nợ. Trong đó thì Ấn Độ đồng thời cũng đã cho phía của Sri Lanka vay khoảng 3.8 tỷ Mỹ Kim và phía Nhật Bản thì đang làm chủ món nợ khoảng 3.5 tỷ Mỹ Kim à, và kể theo tương trình của à, quý tiền tệ quốc tế thì à, họ à, bắt đầu có thêm một à, tỷ Mỹ Kim nợ của những quốc gia giàu có khác. Đây được xem là một trong những cái đề nghị của Tập Cận Bình. Tuy nhiên Tập Cận Bình lại không lên tiếng dám tuyên bố là xóa món nợ 5 tỷ dành cho Sri Lanka mà chỉ nói là hỗ trợ giải quyết cơn khủng hoảng kinh tế mà thôi Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay Và cũng liên quan tới tình hình Trung Quốc ngày hôm nay Giới chức của chính quyền Nam Kinh đã trừng phạt một ngôi chùa ở tại cái thành phố này Khi mà họ có việc gọi là thờ cúng hoặc vinh danh một số những người Nhật Bản mà Trung Quốc gọi là tội phạm chiến tranh chính quyền của thành phố nam kinh đã trừng phạt một giới chức tôn giáo à lãnh đạo của một ngôi chùa phật giáo sau khi mà mạng xã hội đã post lên cho thấy là có cái bài vị của một số người nhật đã được thờ cúng trong đây mà cộng sản trung quốc xem những người này là tội phạm chiến tranh bản tin cho biết là à, phương trưởng tức là cái người đứng đầu chủ trì của một ngôi chùa có tên là Swan Yan A Temple nằm ở phía đông của thành phố Nam Kinh đã bác bỏ nói rằng ngôi chùa này mỗi một ngày vẫn có hoạt động cầu nguyện cho những nhân vật mà được thờ phượng hay là những nhân vật đã có bài vị gốc nhật nằm ở trong đây mà trong đó họ cho rằng những người này là tội phạm chiến tranh đây là hành động bài nhật mới nhất của giới chức cộng sản Trung Quốc ngay sau khi mà có những cái sự thay đổi chính sách của nước Nhật đối với lại Bắc Kinh và cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh. Và giờ đây thì gần như là các cán bộ đảng viên trong nguồn máy cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ cái chủ nghĩa bài Nhật và ngôi chùa này vốn là nơi có bài vị của một số binh sĩ Nhật đã có tinh thần giúp đỡ người Trung Hoa trong giai đoạn mà có chiến tranh giữa hai nước. Và sau khi mà những người này bị thiệt mạng thì ngôi chùa này đã có cái bài vị của một số binh sĩ Nhật Bản. Nay thì họ đã bị chụp mũ là đã có những cái hành động vinh danh những tội phạm chiến tranh ở trên lãnh thổ Trung Quốc. Và họ đã bị trừng phạt. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Trong khi đó thì Úc cần phải giúp cho Indonesia tránh lệ thuộc vào Trung Quốc trong vấn đề huấn luyện về kỹ thuật các chuyên gia tại cái viện à, nghiên cứu đại học quốc gia của úc gọi tắt là ANU đã lên tiếng cảnh cáo rằng phía úc cần phải gia tăng các cái bước cần thiết để hỗ trợ việc huấn luyện về à, điện tử cho indonesia để phát triển à, giữa lúc mà trung quốc đang trở thành một cái lực lượng thống trị trong cái à, không gian mạng ở tại indonesia ANU đã đưa ra lời phát biểu này sau khi có bản báo cáo nói rằng à, các công ty của trung quốc đã thống trị tất cả cái tương lai về kỹ thuật của indonesia trong đó thì Doug Van uh, Doug Lee, một trong những uh, đồng tác giả của cuốn sách là uh, China Incorporation and Indonesia Technology Future nói rằng là phía của uh, nhóm bộ đầu khoác tức là bộ tứ kim cương gồm có úc hoa kỳ nhật bản và ấn độ cần phải cung cấp những cái huấn luyện về kỹ thuật cần thiết cho indonesia và trong giai đoạn ngắn chúng ta cần phải giúp cho quốc gia này bớt lệ thuộc vào cái kỹ thuật mà trung quốc đã cung cấp hiện nay các công ty trung quốc gần như họ là đối tác cung cấp tất cả những cái dịch vụ về an toàn không gian mạng cho indonesia bởi vì chúng ta đã không cung cấp đủ cho họ và không huấn luyện cho họ khiến cho họ phải dựa vào các công ty của Trung Quốc, đặc biệt là công ty Huawei. Đó là lời phát biểu của Van Der Klee đã đưa ra và chỉ ra cho thấy là điều này khiến cho Indonesia có thể sẽ bị thống trị bởi cái mạng lưới Internet và kể cả những cái công ty an ninh về kỹ thuật rẻ tiền từ phía Trung Quốc cung cấp cho Indonesia. Đây được xem là lời cảnh báo mới nhất của các chuyên gia tại Úc và nói rằng chính phủ Úc cần phải làm nhiều hơn và phối hợp với các quốc gia trong nhóm bộ tứ kim cương gồm có Nhật Bản, Hoa Kỳ và Ấn Độ để giúp Indonesia không bị lệ thuộc uh, kỹ thuật vào Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của <laughs> Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, lò đốt củi của Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục nóng lên sau khi có một số cán bộ đảng viên lại bị bắt giữ và bị à, kỷ luật cũng như sắp sửa bị truy tố. Đầu tiên hết là có hai cựu chủ tịch của thành phố Từ Sơn đã bị bắt giữ, đó là cựu chủ tịch của Ủy Quỹ ban nhân dân thành phố Từ Sơn à, là Nguyễn Văn Quỷ và Nguyễn Xuân Thành đã bị bắt giữ về các cái tội liên quan tới những cái giấy phép và những cái à, à, được xem là có liên quan tới đất đai tại à, Việt Nam. Đây là một trong những cái à, à, cuộc bắt giữ mới nhất mà cộng sản Việt Nam đã đưa ra để mà bắt đầu có cái lò đốt củi nhắm vào ngành địa ốc. Cả hai nhân vật này đã ký một số những cái văn bản mà trong đó đã được à, mô tả là đã vi phạm về việc quản lý đất đai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, thì à, các lãnh đạo của tỉnh Phú Yên cũng đã bị kỷ luật một cách gay gắt bởi Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam bộ chính trị cộng sản việt nam đã tiếp tục cảnh cáo và à, kỷ luật đối với lại một số các quan chức nằm ở tại tỉnh phú yên theo tin cho biết thì à, gần như là rất nhiều những à, cán bộ đảng viên từ nhiệm kỳ năm 2015 tới năm 2020 à, và từ năm à, 2021 tới năm 2026 tất cả những nhân vật này gần trên một chục cán bộ đảng viên đã bị kỷ luật dưới cái à, à, cái à, gọi là cái lò đốt củi của ông Nguyễn Phú Trọng sau khi những người này đã bị cáo buộc là buông lỏng lãnh đạo để à, vi phạm tổ chức về chính quyền địa phương cũng như là đã vi phạm cái gọi là nguyên tắc tập trung trong vấn đề chống đại dịch, thiếu kiểm tra giám sát và có nhiều cái hành động được xem là lạm quyền. Đây được xem là một trong những cái nhân vật mới nhất nằm trong cái lò đốt củi của Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra thì ở tại Lào Cây cho biết là có một số lãnh đạo của tỉnh Lào Cây đã bị điều tra về việc mà khai thác quặng trái phép, tức là khai thác khoáng mỏ trái trái phép. Bản tin cho biết là giám đốc của công ty La Lama đã khai ra chi tiền cho một số lãnh đạo tỉnh để khai thác các quặng mỏ trái phép tại tỉnh Lào Cai. Ông này cùng với lại 7 người trong một công ty có tên gọi là Abatic Việt Nam và trong đó thì đã chi tiền cho nhiều lãnh đạo của tỉnh bao gồm cả bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch của tỉnh đã nhận tiền của họ để mà à, cho phép họ có thể à, nghiên cứu và thăm dò khai thác tài nguyên một cách bất hợp pháp. Đây được xem là những thành phần đã nằm trong cái danh sách là đốt củi của ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào tình trạng mà quặng mỏ và các cái đất đai của Việt Nam đã bị khai thác vô tội vạ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Liên hiệp Âu châu đã gửi thư cảnh cáo là sẽ cấm nhập cảng các cái loại mì gói mì ăn liền từ phía Việt Nam sau khi mà họ đã có cái chất bị cấm vượt quá cái hạn cho phép của các quốc gia này các quốc gia gồm có đức ba lan và mata đã vừa gửi thư cảnh báo và buộc các công ty sản xuất mì ở việt nam phải thu hồi tất cả những cái sản phẩm của họ sau khi phát hiện là những cái sản phẩm này đặc biệt là mì ăn mì ăn liền tức là à, mì gói à, trong đó đã có những cái chất được xem là quá mức quy định liên can tới vấn đề gọi là sức khỏe con người đây được xem là một trong những cái chính sách của liên hiệp âu châu nhằm siết chặt cái an toàn thực phẩm đối với lại nông hải sản và đồ khô từ việt nam cho thấy rằng là phía cộng sản việt nam đã không có quản lý chặt chẽ trong việc sản xuất những cái mì khô mà trong đó họ nói rằng có một số chất thủy chất độc được xem là nguy hiểm vượt quá mức quy định của Liên Hiệp Âu Châu và không được phép nhập cản vào trong cái thị trường của Âu Châu trong đó bao gồm luôn những cái gói bột mà gọi là hương vị cà ri của những cái công ty tại Việt Nam bao gồm những công ty mà có chứa chất uh, Enterling Oxy à, được xem là một trong những cái chất độc mà có thể là gây nguy hại cho cơ thể con người đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký vào buổi chiều. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.